Kính chào cô bác anh chị, đây là nông trường cao su, nông trường Phan Phan Văn Tiến à cô bác anh chị. Ở Bình Dương cô bác anh chị. Nông trường đây đang khai thác để khu công nghiệp rạch bắp An Điền á. Dự định là sẽ làm mở rộng khu công nghiệp ở nông trường này, nên bây giờ đang thanh lý cao su nè cô bác anh chị. Ở đây bà con bắn dây chỉ nè cô bác anh chị, bắn dây chỉ để dẫn mũ á. Đây đóng sợ đóng cây đinh ha, rồi bắn dây chỉ nè, xong gắn kéo hẳn dây, xong rồi đựng bằng những cái ly ly nước mía này cô anh chị. Ly nước mía này thì rẻ lắm, có khoảng mấy trăm đồng cái à. Đó, miệng cào thì cũng khoảng 3 mét đó cô bác anh chị. Ở Bình Dương thì một muỗng nước là 240 đồng trên độ nha cô bác anh chị. Còn một chén thì 12.000 đồng trên ký. Và đây là nông trường cũng là khá là lâu đời rồi cô bác anh chị, nông trường Phan Văn Tiến ha. Sau nhiều lần khai thác và trồng mới, đây là cái giống cây mới trồng, và bây giờ nông trường đã khai thác, nông trường đã thanh lý và giao đất lại cho khu công nghiệp rạch bắp An Điền mở rộng để mà đầu tư. Mở rộng đầu tư những nhà máy xí nghiệp lên nữa để tạo công ăn việc làm cho bà con. Bây giờ thì mời cô bác anh chị theo chúng tôi đi ra cái khu công nghiệp Rạch Bắp An Điền, xem khu công nghiệp đã xây dựng như thế nào rồi và coi có tuyển dụng không nha cô bác anh chị. Kính chào cô bác anh chị và các bạn, thì đây bà con đã cạo mũ và đựng bằng những cái ly này nè, bà con thanh lý. Nông trường đây thì sắp sửa cưa cái lô này để mà giao đất cho khu công nghiệp Rạch Bắp An Điền á, đầu tư. Thì bà con cũng tận dụng bắn những sợi dây chỉ nè cô bác anh chị. Đó, cạo mũ đựng bằng những cái ly này và đóng đóng những cái đinh để mà giữ lại cái chai này. Thì làm như vậy thì cũng tiết kiệm chi phí đó cô bác anh chị. Nhưng mà chốt mũ thì nó hơi bị khó khăn một chút. Ở đây bà con cũng đang cạo này, thấy mũ cũng còn đang chảy này. Thì sau này sẽ trở thành khu công nghiệp Rạch Bắp An Điền nha cô bác anh chị. Ở xa xa có cái nhà xanh xanh, trong đó là chỗ của mấy cô bác anh chị cạo hành lý nha cô bác anh chị. Đây không biết giống cây gì nữa cô bác anh chị, giống thấy lá cũng bự á cô bác gì, giống lá bự này giống giống cây 2-3 năm quá, nhưng mà nhìn cũng không ra được cái giống cây gì. Nhưng mà đây cô bác anh chị ở đây người ta cạo nói mũ hấp lắm, độ hấp lắm, bây giờ chỉ còn được 20 mấy độ thôi à. Tại vì tha thuốc để gấp rút để mà còn tháng nữa là cắt cây hành lý trả đất cho khu công nghiệp Rạch Bắp An Điền á. Ở đây thì cây còn nhỏ quá mà đã cạo hành lý rồi, rất là uổng. Tức là lô này thì vẫn còn đang cạo ngon, nông trường vẫn còn đang khai thác, nhưng mà có kế hoạch là
làm khu công nghiệp á, nên nông trường đã bán lại cho những cô bác anh chị cạo hành lý á. Và sau qua nhiều đợt hành lý thì cạo miệng đã cao lên thế này nè cô bác anh chị. Đó. Nông trường thì hình như là chỉ có hai mặt bên đây nè, là nông trường đang còn cạo kéo ngon nè. Và đây nè cô bác anh chị, từ đây là của nông trường cạo thấy liền da nè, cô bác anh chị thấy liền da không? Còn bên đây thì giao cho bà con cạo hành lý á. Và cái này chắc cũng lâu rồi nè, còn cái mặt trên là mới gần đây, thì khoảng qua chắc khoảng 3-4 chủ rồi đó. Ở đây thì mũ độ rất là thấp, khoảng chừng chưa được 29 độ nha cô bác chị. Và bà con đây thì tại vì bà hồi nãy có cái anh chủ vườn mua hành lý ở đây nè, anh nói cạo đau lưng quá nên không có cạo miệng kéo, chứ miệng kéo thì còn nguyên da nguyên sinh luôn nè cô bác chị. Nhưng mà do hao thuốc rồi cạo siết quá nên miệng kéo chúng tôi nghĩ chắc cũng mủ cũng không bao nhiêu và độ cũng thấp à. Ở đây cô bác anh chị ở đây thì chia sẻ mủ nước 245 đồng trên độ nha cô bác anh chị. Còn mủ chén mà như cạo như đính đông mà bán liền trong ngày thì được 10.500 đồng một ký nha. Rồi tạm thời chia tay cái lô cao su này đi, mình tiếp tục cuộc hành trình đi ra khu công nghiệp Rạch Bắp An Điền nha cô bác anh chị. Chia sẻ luôn cô bác anh chị cái đây là mủ nước 245 đồng trên độ ha. Còn mũ mà cạo đến đông như thế này nè, đang mũ còn đang chảy nha cô bác chị, cạo đến đông bán liền là được 10.500 ha. Còn mũ chén thì 12.000 nha cô bác chị. Rồi mời cô bác chị theo chúng tôi đi ra khu công nghiệp Rạch Bắp An Điền.